Thì hôm nay những thành viên xưa cũ của lớp học và cao học trường bạn sếp đến từ Đà Nẵng vào vui chơi. Đây bạn, what's your name? My name is Sushi. Sushi béo. Đây là Sushi béo. Đang học tại quán Sushi Taylor, địa chỉ 34 đường số 45 Gò Vấp, cực kỳ ngon. Ok, Dũng làm người mà người đại diện thương hiệu quá vậy. Mọi người nhớ ủng hộ cho quán nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho quán nha. Ủa, có anh chàng mà to to mọi người ăn quá dữ luôn. À, chị Hương có thể giới thiệu cái món bánh xèo Nhật Bản này không? Tại chị chưa ăn. Không ăn rồi. Để chị ăn thử nhé. Rồi, chuyển qua người nè. Cứ quay đi, đang ăn nè. Đây là món bánh xèo Nhật Bản. Đây là review đó. Đó, review đây. Đây là lần đầu tiên ăn bánh xèo nha. Là mình dùng tay nha. Đây mình rửa rồi. Cho xịt xịt miếng ngon quá. Ăn thì để cho caramel miếng nha mày. Yên tâm tâm, cảm giác giống như là cảm giác là để ăn thêm miếng nữa. Cái bột mềm giòn tan trong miệng như một con dao. Chưa thể diễn tả được, phải cắn thêm miếng nữa. Ủa mày chưa đủ mập hả? Nói chung là chắc phải ăn thêm miếng nữa quá mới nhận xét nổi. Mọi người có miếng cha nội. Ăn trong dĩa mới biết được ngon hay dở đúng không? Với nữa tính thằng Lâm là hai đầu người nha mọi người. Quay không có nói tên. Đừng vậy lộ tên. Bạn đó là Lâm Vlog nha mọi người. Quay không nói tên. Cái đó là biết danh không? Quay không có quyền. Đánh đại liền. Không được. Biết danh là trời chị nói vậy. Không được rồi, không được rồi. Không, nó vừa nó nói nó chỉ có 13 thôi vậy. Trong đây hồi đàn luôn. Rửa chứ. Giờ lên rồi. Ngon, rất là ngon. Mình sang ăn được. Đang không có lúc tâm. Không? Mình giới thiệu cho anh nha, bạn đây em nè. Bạn đang tên là Sushi đến từ Đà Nẵng nè. Còn đây là chị Hường. Chị Hường đang là tiết đang là nghiên cứu sinh chuẩn bị xong bằng tiến sĩ như cả nhà. Còn đây là bạn Bình là làm bên hàng không. Không có được gì hết đó. Mà không phải là tiếp viên nha mọi người. Điệp viên. Điệp viên không có bảy chứ không phải là tiếp viên, nó hình như làm dưới mặt đất đó. Còn anh đây là làm trong đại học công nghiệp nè. Còn chị này là kế toán trong đại học công nghiệp luôn nè, Mr. Hương nè. Rất là xinh và điệu nha mọi người, điệu từ trong ra ngoài luôn, rất điệu. Từ đó dưới. Gái hai con rồi đó mọi người, mà trong mòn con mắt. Còn đây là bạn Lâm, bạn bên marketing, một công ty thôi cần vậy vậy thôi thôi đi che lại nha, rồi nha. Mà làm nhưng mà đẹp lắm mà. Ai biết được. Chị review món Tết của này nói nha. Trời bạn muốn uống bao nhiêu mình đem qua nhiêu thôi. Đây là món cá thu nướng. Đó, cá thu nướng đúng không? À. Rất ngon. Thu không có xương luôn chị. Thật đặc như là thịt em bé vậy á. Đắng như gái 18. Có như ngọc chín. Đắng như kim trộn. Anh đi gì đấy? Không em đấy. Cái này ngon nè. Ở đây quán chuyên cho bán hàng Nhật nha mọi người, cũng có bánh xèo Nhật Bản nè, sushi nè, sashimi nè, khá ngon và rẻ. Mọi người đây, mọi người tới ăn thì mọi người nhập bát là Bình Định Giáo Yêu sẽ được tặng một phần sashimi nha quý vị. Yêu anh Lâm cũng được nhà được tặng nha. Đứa con chụp hình. Người sẽ ăn 3 miếng bánh xèo Nhật Bản nha quý vị. Đó, bây giờ mình giáo yêu sẽ ăn. Nãy quỷ đó, nãy giờ ăn 2 cái. Chưa có 1 cái hả? Nãy quay người luôn. Em ăn 3 cái. Mày ăn 3 cái. Trời ơi, mới ăn 1 cái à. Ăn quá gì được. Các bà bỏ đây 3 cái nè. Để người ta đều uống. Nó ăn nhà biểu nó mập. Bữa giờ nó giảm cân 10 kg.
10 ghế thì vẫn còn cái phòng cho đó mọi người. May quá. Chị mà nói phòng nó tôi còn cắt à. Rồi ấy. Mày để tiếng bíp. Nhưng mà người mấy từ đó rồi. Bây giờ ăn đi. Ngon vậy rồi. Quá ngon. Đợi góc cảnh, một cảnh không ai coi đâu. Quay bên kia. Ở ngoài đó giòn, ở trong. Caramel em tại chửi mọi người. Ăn rất là mềm và giòn nha mấy người. Cái lương nó cao lắm, lương dưới cao mà. Ê, bông món từ người ăn ngon kìa, cô đây. Dữ ngon, dữ ngon. Ngon em, ăn hết. Mình chị ăn hết góc rồi này. Đang ăn nhiều quá, đừng có quay vào đây. Nghe nói hôm nay chị Hương là chú sẽ lấy tiền mà không? Anh Nhật Tương thì đẹp gái luôn. Bữa nay Hương rất đẹp gái luôn á. Chị Hương, chị Hương. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi, giữ hai bên rồi. Rồi, ra bên đây nữa nè. Mình là giáo viên, bắt đi, bắt đi. Kìa, bình tĩnh với em là được bạn em nhận thăm nghe. Nói bình tĩnh với em là được bạn em nhận thăm nghe. Nói nghe đi, nhìn nó đi. Lại đi. Các duyên âm này nó kêu thôi đừng cắt duyên âm cho tội. Mày có cái duyên âm theo à. Giờ cắt luôn nó mày theo luôn. Ủa duyên âm là sao? Thì đó là biết có người nào đi theo anh. Có. Ai cũng thầy nào cũng nói vậy hết trơn. Nhưng mà ai là người cắt? Ai là người cắt duyên âm? Vô chùa. Nhưng mà em phải đóng tiền, người ta mới cắt cho em đúng không? Không có, không đóng tiền. Tùy hỷ. Không có. Nghĩa là ai, người nào người ta cũng nói là bị duyên âm như vậy hết trơn. Nhưng mà không phải, em phải là cái duyên âm. Mà giống như là bà đó, bà tổ chức tour du lịch gì đó. Bà đi, bà kêu là đóng tiền vô rồi đi. Đi vòng mấy chùa á. Đó, xong đó bà trong đó, bà cắt duyên âm như vậy luôn. Này là bà cũng chưa cao, bà là cho em đi thăm nghỉ đi. Vòng 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 nghỉ đi. Không, mày phải đi nghĩa địa bên nước ngoài á, sẽ có người cắt duyên âm cho mày. Cái lẽ là em không đi đâu, nhưng mà bà đưa lít danh sách qua á, mà những người đi á, là em đi liền. Tại vì con gái tại 21 đến 30 là nhảy luôn, nên em đăng ký liền. Ủa mà cắt duyên âm là trên nội nữ hay nam? Thấy tài thử đi mà có mình còn đau. Nên em có một khá một lít không phải... Bây giờ nhân dịp lên kênh YouTube khá nổi tiếng Bình Định Nhân Yêu thì bạn có muốn tuyển gái xinh không? Ê đi ra được quay ra má tao biết đường là chính nha. Mày càng nói tao càng quay. Má là má nhỏ hay má lớn? Má nhỏ hay má lớn? Đâu má nhỏ rồi. Má đang cho sao mày nói bữa mà có cho hình tao coi rồi bé rất là đẹp cao hơn mày mà nói gì? Em hay chở đi qua bên cùng có chị làm thực hiện đúng không? Ai? Vũng Tàu. Ủa Lâm Lâm. Ủa em tưởng em là ai vậy Lâm? Lâm. Em cái gì đâu. Ít là cũng đẹp trai mà. Trời ơi. Má như con heo vậy đó. Ủa Lâm Lâm ơi Lâm. Nghe nói mà đang chế độ FA không? Ok đây FA. Mày nghĩ sao về Bùi Thị Phước? Ô một cái tên nghe hấp dẫn. Bạn có thích Bùi Thị Phước không? Mình sẽ giới thiệu cho. Ủa, nếu mà có thích thì đâu cần mày giới thiệu. Thì mày thích rồi, tao sẽ xin duyên cho. Đâu cần mày phải giới thiệu. Tao xin duyên cho. Tao cần. Sao không cần? Bây giờ nha, mày ở đây bây giờ không lẽ mày thân với nó hơn tao? Ừ, tao thân nó mày. Mày sai rồi, mày chưa biết gì rồi. Đúng không? Ủa trời, chắc cũng đã từng yêu rồi đó. Yêu say nắng 1-2 ngày rồi đó. Với Bùi Thị Phước. Thường hôm đó là nắng chứ. Đó. Ủa. Em quên mà không quay. Ra nắng thì cảm nắng. Quay nhập. Và đây là gì chị Hường? Đây là món sashimi. Nếu mà nhập Bình Định dấu yêu sẽ được tặng.
một phần sashimi bằng một phần 10 chiếc khay này. Đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người, được sắp xếp khá là hấp dẫn luôn. Đề co rất đẹp nha. Cá hồi, cá trích. Cái đó là san hô nha, không ăn được nha cả nhà. Cá ngừ, tôm, không ăn được đấy, trứng luôn. Nguyên một bụng trứng. Nhà Bình Định Vũ Yêu sẽ được tặng một phần sashimi này. Đó, ok, rất hấp dẫn nha. Một phần sashimi bằng một phần 10. Đúng rồi đó, là ok luôn. Sashimi cho cả nhà đó. Đây, 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 đây là món cá hồi. Tươi thôi là tôi thích đỏ luôn. Không, quay này quay à. Cái này là kiểu như này nước tương màu tàu. Ngon không? Ngon, ngon, ngon. Ngon không hàng không? Ngon. Rồi nhìn rất hấp dẫn cho mọi người. Đến tới địa chỉ 42 đường số 34 đường 45. 34 đường số 45. Nha các bạn nha, các bạn nha. Có cái sợi này nè, ăn chung này rất là ngon nè đó. Sợi đó sợi gì? Không biết sợi gì hết, chắc là rong biển gì đó. Bây giờ nha, mình sẽ chọn một món nha. Mực đi. Bà tô đi, bà tô đi, đây. Mình sẽ chấm cho các bạn coi. Ăn như kiểu Quỳnh Trần TV coi. Ừ đây, ha. À, mỗi hộp nha, mở hộp to nha. Ừ. Hấp dẫn quá. Nước tương các bạn. Bụi đạt xong lên mặt rất là đã. Nước tương khá là ngon. Bữa nữa anh Nguyên có chia tiền cho mình không? Ờ, khi nào lãnh tiền nhớ chia nha. Ok, tiếp tục ăn gì nè. Đây, đây là trứng nha. Mình sẽ cho bỏ đây nha, còn mấy mới ít nha. Hình như dĩa của mình mà ăn đó, đây biết mà tính tiền dĩa lớn cho mày. Cái gì? Thôi, bây giờ mình sẽ chọn món gì đây ha. À, đây, mình sẽ lấy một cái món trứng. Đúng rồi, để em đi ha. Anh ở đây cái thằng kia anh cười, anh có ăn rõ được. Đây, đây cá hồi mà. Đây, đây, không, đây, 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 cá hồi nè, cá hồi rất là ngon nè. Đây các bạn nha, mình vừa mình ăn ba cái nè. Đấy, sau đó mình sẽ bỏ ổng nè. Rồi, tới chị Hương ăn nè mọi người, tiến sĩ ăn nè, coi tiến sĩ ăn như nè. Tiến sĩ ăn bị đặc biệt lắm. Tiến sĩ ăn phải sang trọng quý phái lên coi. Wow. Oh, ngon nước phố. Xử lý khá là bồng kềnh. Cảm ơn. Ngon không, ngon không? Em không biết ăn được thiệt sống. Ai vậy hả? Trời ơi, mất nửa thanh xuân. Ừ. Mất nửa cuộc đời. Thì nói là, nhưng mà vẫn tính tiền cái dĩa này nha mày. Dĩa đó để cho Sơn Lâm tính. Tính tiền nha. Rồi, bây giờ quay giáo sư Bình nè. Giáo sư Bình ăn cảm nhận thế nào nè. Đó, bây giờ đó là giáo sư Bình. Mày đừng phong tao lắm, giáo sư nữa. Tiền sĩ mày đang qua đây thôi, giáo sư quay được. Giáo sư Bình. Đó. Ôi, trải nghiệm gì nữa, bao nhiêu người trải nghiệm luôn. Thôi ăn thêm miệng Rồi, mày nói chichimomo mà mình không hiểu vậy chứ. Mày biết đến liệt sĩ, chảy mưa. Giáo sư Bình đó mọi người, không phải giỡn đâu, bạn đó là giáo sư đó. Sao mày tên Phong không giáo sư đấy? Rồi cả lớp Phong mày làm giáo sư đâu á mình ta. Từ hồi đi học, chưa học xong đã là giáo sư rồi. Nó mới học xong thạc sĩ mà gọi nó làm giáo sư đó mọi người. Mới ngồi trên ghế nhà trường là giáo sư rồi. Tốt đất rồi. Để xin tóc cái dòng viễn này. Tao làm có tài giám quyền. Giá trăng quá. Đâu, tao đi dần viễn mà. Em đăng ký dần viễn chưa? Tạo cho trường bạc. Không, bây giờ có một số trường viễn. Và bây giờ tụi mình sẽ ăn món lẩu cá hồi cho mọi người. Đó. Đó. Một lẩu rất là nhiều topping nha. Nhiều mẫu lắm. Để cái gì em... tùy lẩu ăn với tàu ngô, rau cải và nấm, đậu hũ khá là ngon nha mày. Đây là của chủ quán nè, có chủ khá là xinh gái mọi người. Mọi người ghé tới địa chỉ 34 đường số 45 phường 14 quận Gò Vấp, nó ngay chỗ Phan Hết đó mọi người ơi, ngay ngã tư Phan Hết với Quang Trung, đi vào khoảng 100m là cái quán nha.